Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Rồi, thì trong cái video mới nhất ngày hôm nay thì mình sẽ update và lên cho anh em một phiên bản gọi là like giảm lag mới nhất, được làm từ bản Bluesuit V73 hôm qua, bản chính thức ấy mà mình update cho anh em. Thì bản này mình like thì mình sẽ đặt tạm vào V74 nha anh em. Thì sáng ngày mình có lên cho anh em Bluesuit, nhờ anh em có hỏi ơi anh ơi tại sao Bluesuit vào không có menu à? Nhiều ông còn rất là vui tính bảo anh fix lag kiểu gì anh xóa, thì xóa vừa là xóa cả menu rồi. Thì không phải nha các bạn ơi, thực ra là do Bluesuit hiện tại bây giờ cái lúc buổi sáng mình lên video cho anh em thì Bluesuit vẫn dùng được đó, đến tầm chiều thì bắt đầu là Bluesuit nó bị cái lỗi là kiểu như là nó không cho get key nữa, do cái server của Bluesuit ấy nó đang bị lỗi nên là cái menu này nó không hiển thị lên được, và đồng thời là cái web trang web để get key của Bluesuit nó cũng bị lỗi luôn. Thế mới hay chứ nhỉ, không hiểu tại sao. Rồi, và nên là bây giờ thì mình sẽ lên cho anh em một cái bản Delta Light được chưa. Vẫn có hai phiên bản là xóa skin và có skin cho anh em. Thì như cái bản này là mình đang dùng là bản xóa skin nha anh em, thì đấy NPC này hoặc là tất cả các nhân vật khác nhá, kể cả chúng ta này, em thấy là quần áo đã bị đây cái gì đấy ạ, được chưa, biến thành xóa skin này. Nó có hai phiên bản, nếu bạn nào mà không thích cái bản đồ họa mà nó xóa skin như này thì anh em có thể dùng bản có skin. Còn khi các bạn sử dụng fix lag này thì vẫn có xóa lá cây, xóa nền, xóa cỏ này rất đẹp cho anh em luôn, các bạn có thể nhìn thấy này. Và ngoài ra vẫn có hai chế độ, ba chế độ đồ họa cho anh em. Chế độ đồ họa đầu tiên là các bạn vào phần chế độ đồ họa sang phần thủ công và cho tất cả về mức 1. Thì đối với để mức 1 như thế này thì nhà cửa là xa hoặc là những cái ảnh nền các thứ linh tinh là nó được loại bỏ hẳn đi nha anh em nhé. Các bạn phải lại gần thì nó mới hiển thị ra, được chưa, rất là ngon cho các bạn. Thì cái này anh em để treo, dùng để treo rất là ngon nhé. Còn đối với cái trường hợp là anh em muốn tìm đảo này hoặc là các bạn cần nhìn xa á, thì anh em cho phần chế độ đồ họa này cho mình và lên cho mình lên mức 5 đó, thì các thứ ở xa nó sẽ hiển thị nhiều hơn. Và đấy, lá cây này các thứ đều đã được xóa hết đi anh em nhé, rất là mượt cho các bạn. Và cái bản này thì có xóa thêm một chút hiệu ứng cho anh em nữa, tức là hiệu ứng tung chiêu nhá, nên là khi các bạn sử dụng những cái này thì nó sẽ không, hiệu ứng chiêu thức thì nó sẽ không được đẹp nhiều lắm đâu. Nên là anh em dùng bản này thì nhớ là dùng cho mình cái kiểu những cái bản nó vừa thôi nhá, ok chưa. Rồi, và tiếp theo sau đó thì hiện tại bây giờ mình biết là cái nhà mạng của Viettel, mình đang dùng Viettel này, là với một số nhà mạng nó đang nhập vào game nó bị lag, nó không vào được. Thì các bạn nhớ là tải về cho mình cái app tên là Quack VPN nha anh em, Quack VPN này này. Đó, anh em tải nó về, sau đó bắt đầu các bạn mở nó lên, sau đó anh em bấm vào cho mình kết nối ở đây, chọn VIP nhá. Cái này được mốt sẵn VIP rồi, chỉ cái này mới được mốt VIP anh em ở Việt Nam, và các bạn chọn mình cái mạng mà có hình cái vương điểm này này. Đó, và sau đó là anh em bấm cho mình kết nối. Thì sau khi các bạn kết nối xong thì anh em đã có thể vào chơi game rất là bình thường rồi. Nó sẽ không còn cái tình trạng xảy ra lag liếc các thứ nữa anh em nhá. Đó, ok, fix cho anh em đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 link tải này, Bluesuit là Delta X V74 bản xóa skin, có skin là một cái app là Quack VPN. Còn cách sử dụng Delta thì rất là hay. À, và có một cái rất là hay nữa này. Khi mình fake VPN sang IP khác này, sau đó mình cài cái bản xóa skin này mình đang nhập vào nhá, và đến đây Delta nó không bắt get key luôn, nó hiển thị ra như này, cứ thế dán script menu vào là chạy luôn, không bắt get key. Thế mới hay, không biết là anh em như thế nào. Nên là dưới phần bình luận video này mình để thêm cho các bạn một cái video là hướng dẫn cách get key Delta siêu nhanh, trong cái trường hợp phòng trừ trường hợp là nếu như các bạn vào nó bắt anh em get key, thì các bạn để xem cái video đó để biết cách get key siêu nhanh nhá.